Xin chào mọi người, chào đón mọi người đến với kênh của Trang. Thì hôm nay Trang xin giới thiệu đến mọi người một phương pháp giảm cân vô cùng hiệu quả và an toàn mà chúng ta không cần phải uống thuốc giảm cân, chúng ta không cần phải nhịn ăn. Thì cái phương pháp này gọi là Keto. Keto là tên viết tắt của Ketogenic Diet, là một chế độ ăn mà ít carb, nhiều chất béo, và để nó làm giảm cái lượng đường và tinh bột trong máu, khiến cơ thể chúng ta trao đổi chất từ carb sang chuyển sang chất béo và các ketone. Thì vì vậy nhiều người chọn keto vì đây là lối ăn giảm cân hiệu quả. Ngoài ra thì còn chữa được một số bệnh. Và khi mà chúng ta keto thì chúng ta sẽ được hai điều. Thứ nhất là không bị tụ mỡ trong cơ thể. Thứ hai là bắt buộc phải đốt mỡ để lấy calo. Và như vậy thì ăn keto thì ăn như thế nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ ăn nhiều rau này. Thì một ngày chúng ta sẽ ăn một hoặc hai chén bát, tức là bát rau như là chén cơm ấy, hoặc là 2 đến 3 quả dưa leo. Về ăn nhiều rau nha các bạn. Thứ hai là chúng ta sẽ ăn 2 lạng thịt đổ lại. 2 lạng thịt tức là 200 gram ấy, thì ăn trong vòng 2 lạng đổ lại thôi. Có thể chúng ta có thể thay thế thịt bằng những như là 5 đến 6 quả trứng gà này, hoặc là trứng vịt này, các loại trứng đều được. Ngoài ra thì các bạn có thể thay bằng bìa đậu hũ, 45 bìa đậu hũ. Thì có thể chiên lên ăn, để vậy ăn thì có nhiều cách nhưng mà chúng ta có thể ăn được. Ngoài ra thì chúng ta có thể bổ sung thêm lạc, hoặc là 1,5 lạng lạc, tức là đậu phụng, một vài nơi gọi là đậu phụng. Thì ngoài ra chúng ta có thể ăn thêm là hạt điều để bổ sung thêm đạm. Thì cái thứ ba là về dầu mỡ thì ăn không hạn chế. Thì dầu mỡ này, dầu ăn này, có trong quả bơ này, dầu ô liu này, thịt này, củ dừa nha các bạn. Nhưng mà các bạn không được uống nước dừa nha, tại nước dừa nó có ngọt cho nên không được uống nước dừa. Và cái điều cuối cùng là các bạn sẽ uống nhiều nước. Các bạn thêm vào là uống nhiều nước, thì nước sẽ giúp cho cơ thể chúng ta thanh lọc được dễ dàng hơn. Ngoài ra trong khi ăn thì các bạn nhai kỹ nha, để cơ thể chúng ta được cái hệ tiêu hóa chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Và tóm lại một điều rất là đơn giản thế này: khi chúng ta ăn keto thì chúng ta ăn rau, thịt, trứng, không có ngọt nha các bạn, không, tức là không tinh bột và không đường. Thì đường có trong quả ngọt nữa, tức là các loại quả mà ngọt thì chúng ta cũng không được ăn. Đặc biệt có hai loại quả mà chúng ta có thể được ăn, đó là quả thanh long trắng nha các bạn, ăn có thể ăn được nửa quả. Và quả ổi thì chúng ta sẽ ăn được một quả nhỏ thôi. Còn bơ thì ăn quả bơ thì ăn bao nhiêu cũng được, tại vì bơ thì giàu chất xơ và nó tốt cho sức khỏe. Các bạn nên nhớ là những gì liên quan tới đường và tinh bột thì chúng ta không có ăn. Còn cái quá trình nấu ăn thì gia vị thì chúng ta nêm bình thường, không sao cả, chúng ta vẫn nêm bình thường để cho chúng ta dễ ăn thôi. Những cái bột tinh chất như là tinh bột nghệ nè, viên collagen nè, viên thuốc bổ nè, viên sủi nè, và các loại trà xanh, trà sâm, các yến mạch, mụ trôm thì chúng ta vẫn có thể dùng được bình thường. Thì vậy thì cái giờ ăn như thế nào, tức là chúng ta khi nào đói thì chúng ta ăn thôi, nhưng mà không đụng chạm đường và tinh bột nha. Và chúng ta ăn trước khi đi ngủ 2 giờ nha, thì để cho cơ thể chúng ta có thể thoải mái và cơ thể chúng ta có được giấc ngủ sâu hơn. Thì thời gian keto là bao lâu? Thì điều nghiêm ngặt nhất của keto là trong vòng 2 tháng. Thì trong 2 tháng các bạn giữ nghiêm ngặt nha, tức là không phạm đường và tinh bột. Thì sau 2 tháng thì các bạn sẽ thấy được cơ thể của mình rất là
nhẹ nhàng và thoải mái. Ngoài ra có thể giảm cân rất là hiệu quả. Thì những cái lợi ích mà keto mang lại đó là, thứ nhất là không bao giờ bị mắc ung thư. Nhớ nha các bạn, tại vì khi mà chuyển sang chế độ ăn rau và thịt thì trong máu, trong cơ thể của mình nó không có còn những cái tệ được lọc đường và hệ đường và tinh bột, thì sẽ hạn chế trong cơ thể chúng ta, cho nên là cái mỡ máu chúng ta sẽ được đào thải ra rất là dễ dàng, vì vậy mà chúng ta rất là khỏe mạnh. Hay là những cái bạn phụ nữ thì chúng ta thì hay thường bị bệnh đa nang buồng trứng, thì khi mà keto thì cũng không cũng khỏi cái buồng trứng đa nang nha, và không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Hoặc là những người mà mắc bệnh tiểu đường thì khi dùng keto thì cái bệnh sẽ được suy giảm rất nhiều. Chữa được ngoài ra keto còn có thể chữa được bệnh động kinh. Đặc biệt đối với mình dùng keto là để vì mình hết say xe, vì mình bị say xe, đi lên những cái tòa nhà cao hoặc là đi xe hơi thì mình bị say, cho nên mình keto thứ nhất là cũng để cho giảm được mỡ máu trong người của mình, thứ hai là mình giảm say xe, mình hết bị say xe. Bây giờ thì mình đi những cái tòa nhà cao khoảng 30, hơn 30 tầng mình không còn bị chóng mặt nữa. Thì và đặc biệt các bạn đã biết là hết mỡ máu, bởi vì là cơ thể chúng ta phải lấy mỡ trong cơ thể ra để tiêu để chuyển sang năng lượng, cho nên là mỡ gan hay là không còn, và giảm được nguy cơ đột quỵ nha các bạn. Ngoài ra thì những ai mà bị mất ngủ thì khi chúng ta keto chúng ta sẽ ngủ rất ngon, tại vì khi đó không còn mỡ máu trong cơ thể thì lưu thông rất là thuận lợi, thì khi đó thì giấc ngủ chúng ta rất là sâu. Và đối với những bạn mà đau bụng kinh thì sẽ hết. Đối với những bạn khác thì mình không biết thế nào, nhưng mà mình thì đều kinh nguyệt, mình thì được đều kinh nguyệt nha các bạn, thì đều và đúng ngày. Thứ hai là, và vậy thì ai là những người nên ăn, thì đối với mọi người muốn giảm cân thì có thể ăn, hoặc là muốn mục tiêu chữa bệnh cũng có thể ăn. Nhưng mà đối với những trường hợp các bạn nên cân nhắc, thứ nhất là trẻ em. Trẻ em thì hạn chế ăn, bởi vì là trong cơ thể trẻ em vì là insulin ta thấp, cho nên là nếu mà chúng ta ăn keto thì làm cho trẻ chậm lớn. Thứ hai là đối với những bạn sỏi mật, sỏi thận gan thì cũng nên hạn chế ăn, bởi vì là nên cân nhắc, bởi vì là chúng ta phải cần cơ gan để cần mà từ chuyển đổi chất, từ lấy từ mỡ trong cơ thể chúng ta ra, để mà không có đường thì lấy mỡ từ trong cơ thể chúng ta để chuyển thành năng lượng, nên gan phải làm việc. Cho nên khi mà đối với những bạn bị bệnh gan thì gan sẽ bị bệnh, tức là mệt mỏi, thì khi đó sẽ không tốt. Thứ hai là những người mà đang dùng thuốc hạ huyết áp thì cũng nên cân nhắc khi mà dùng liệu pháp này, bởi vì các bạn nên tư vấn trước với bác sĩ. Còn những trường hợp mà cấm keto đó là những người mà viêm gan đợt cấp hoặc là xơ gan, suy gan thì không được, vì chính gan, vì gan của mình thì nếu mà bạn mà bị này thì đang gan đang bị bệnh mà cần phải được nghỉ ngơi. Nhưng mà đối với phương pháp này và cũng cần đường nuôi, nhưng mà trong phương pháp này thì ta không có carb, tức là không có tinh bột và đường, thì thiếu lượng đường thì tế bào gan sẽ bị ảnh hưởng, cho nên không tốt trong trường hợp keto đối với những bạn này. Thì tóm lại là các bạn keto thì ăn thịt, rau nhiều, mỡ, dầu, bơ và các loại cùi cùi dừa. Nhớ là không uống nước dừa nha bạn. Thì phụ thêm, chúng ta khi mà thay đói, tại vì mới mới đầu chúng ta thay đổi từ chế độ ăn bình thường từ bao năm nay rồi mà thay đổi qua keto thì cơ thể chúng ta đôi khi sẽ mệt mỏi, hoặc là sẽ muốn ăn thêm, thì chúng ta có thể ăn thêm hạt điều, lạc rang, dưa leo. Đặc biệt dưa leo các bạn có thể ăn bao nhiêu cũng được nha, vì dưa leo thì làm cho mình no và mình
cảm thấy thoải mái hơn thì mình sẽ ăn thêm dưa leo, vì dưa leo thì ok. Và ngoài ra thì có củ đậu nha, củ đậu thì người miền Nam gọi là củ sắn, thì chúng ta cũng có thể ăn được. Để đôi khi ăn thì chúng ta sẽ bị táo bón, thì ăn củ đậu này và quả bơ để chúng ta tránh tình trạng táo bón. Thì vì sao mà mình biết đến phương pháp keto này? Thì bạn của mình, một chị bạn của mình đã keto thành công. Chị ấy sau khi sinh, chị cái bụng rất là bự, cho nên là chị cũng nghe từ một người bạn đã dùng keto thành công và chị thực hiện theo, và chị nghiêm ngặt, tại vì chị sinh cũng ba bé rồi, cho nên là chị nghiêm ngặt. Ban đầu là 2 tháng đầu thì giảm được, nhưng mình nhớ là được 5 ký, sau đó 1 tháng thì giảm thêm được 2 ký. Bây giờ chị là đang keto đến tháng thứ tư rồi, tức là tùy theo nha các bạn, nghiêm ngặt cho mình là 2 tháng đầu, còn sau đó thì tùy mỗi người cần giảm bao nhiêu. Nếu các bạn muốn giảm nhiều thì các bạn keto lâu dài, còn các bạn muốn giảm ít khoảng 5 ký 3 ký thì các bạn keto trong vòng 2 tháng hoặc là hơn, hoặc là sau 2 tháng bạn có thể ăn thêm một ít quả cũng được. Thì không nhất thiết là gọi là hậu keto, chúng ta gọi là hậu keto thì chúng ta vẫn ăn theo keto nhưng mà có bổ sung thêm một ít đường hoặc tinh bột, nhưng mà đó là hậu keto nha các bạn. Còn trong quá trình keto 2 tháng đầu thì các bạn nghiêm ngặt không không được phạm gì nha. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy được là cái hiệu quả của việc giảm cân và làm cho chúng ta khỏe mạnh. Thì mình cũng đang keto từ chị bạn mình thấy một sự việc rõ ràng như vậy, cho nên là mình cũng đang keto. Và các bạn biết rằng là bây giờ xung quanh cuộc sống chúng ta rất nhiều người bị ung thư, rất nhiều người bị đột quỵ. Đi đâu mình cũng nghe là có người bị đột quỵ, có người có thể là cỡ ngang 45 tuổi, 50 tuổi, có người thì 30 tuổi, có người đến 20 tuổi người ta cũng bị đột quỵ. Thì cái trường hợp đột quỵ bây giờ rất là nhiều, cho nên là cái phương pháp keto này cũng được nhiều người lựa chọn, vì sẽ lưu thông các, vì những cái mỡ máu trong cơ thể chúng ta sẽ được đào thải ra hết và chỉ còn thanh lọc cơ thể. Đây cũng là một phương pháp như thanh lọc cơ thể để cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh và không còn mắc bệnh nữa. Ngoài mục đích là giảm cân thì keto cũng giúp chúng ta chữa bệnh, và vì vậy mà keto là một cái phương pháp ăn tuyệt vời và mình cũng đang thực hiện bây giờ và cũng sẽ sau này. Bài sau mình sẽ nói đến về keto chay nha, tại vì có một số người thì ăn chay, vậy thì keto chay thì như thế nào? Thì bài sau mình sẽ giới thiệu đến các bạn bài về keto chay. Thì rất vui được các bạn nghe cái video của mình và ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn.